Xin chào các bạn, đây là cái quán bún bò thấu đá ở Đà Lạt nha. Quán này là của Oan nha các bạn. Cái tên rất là khó đọc, đọc cũng tẹo lưỡi luôn các bạn ơi. Đây là các cái thấu đá nè, đã có bún rồi. Và chủ đang xắt thịt nè mọi người ơi. Các bạn có đi Đà Lạt thì hãy ghé vào đây một lần thưởng thức bún bò xem như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi thưởng thức món bún bò đây.